Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái tip nhỏ, đây là vệ sinh cái lưới lọc của máy hút mùi. Đây bình thường như nhà các bạn sử dụng máy hút mùi nhé, thì kể cả như máy hút mùi chữ T này, hoặc máy hút mùi kính cong, hoặc là máy hút mùi classic, hoặc là máy hút mùi rút, thì nó đều có những cái tấm lưới lọc như thế này. Đây có cái tấm lưới lọc. Thì sau một thời gian các bạn sử dụng này, các bạn nhìn thấy sẽ bị hiện tượng là đọng mỡ ở đây. Có những trường hợp đọng mỡ nhiều nó sẽ chảy ngược cái mỡ trở xuống. Thì bình thường cứ khoảng tầm 6 tháng đến 1 năm là các bạn đã phải vệ sinh cái này rồi. Vệ sinh thì nó tránh trường hợp là nó giúp cho trường hợp là cái máy của bạn hoạt động nó tốt hơn, cái mùi nó sẽ thoát tốt hơn, và cái thứ hai là nó sẽ bảo vệ cái động cơ này, nó tránh bị cái dầu mỡ nó bám vào cái động cơ như này. Đây. Thì cái cách thức để vệ sinh cái này thì bình thường là có những nhà thì sẽ dùng nước xà phòng để tẩy, nhưng mà thực ra cái nước xà phòng để mà tẩy được cái dầu mỡ này rất là khó. Nên là hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cách để mà vệ sinh rất nhanh cái lưới lọc như này. Đây là hai cái lưới lọc nó đang rất là nhiều dầu mỡ như này nhé. Đây các bạn nhìn đây. Đây bây giờ tôi sẽ để vào đây và tôi sẽ dùng cái dung dịch này. Cái dung dịch này thì các bạn có thể mua ở trên mạng hoặc là mua ngoài cửa hàng. Nó rơi vào khoảng tầm 180.000 cho đến hơn 200.000 một cái lọ như này. Thì bây giờ tôi sẽ bóc ra nhé. Đây, với mỗi cái chai như này thì các bạn lắc đều qua đã nhé. Lắc đều qua. Đấy. Các bạn pha một chút nước vào đây. Miễn sao để cho cái nước này nó ngập được cái lưới lọc này được. Khi mà pha cái dung dịch tẩy rửa này ra thì các bạn nên pha vào cái chậu nhựa nhé. Pha vào chậu nhựa. Những cái đồ bằng nhựa thì nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi hóa chất. Thực ra cái này nó cũng là một dạng hóa chất thôi. Đây các bạn sẽ đổ vào đây khoảng tầm 4 cái nắp như này. Đây mình cứ căng bằng tay thôi nhé. Đó. Sau đấy mình sẽ cho cái lưới lọc này vào. Đó. Đây các bạn đảo qua như này. Đảo qua một chút. Đấy. Cái này thực ra nếu mà tốt nhất ấy, các bạn nên có cái găng tay. Bạn sẽ dùng cái găng tay ni lông này để cho nó đảm bảo an toàn với ra tay nhé. Đấy, sau khi các bạn lắc qua một lúc này thì thấy cái nước dầu mỡ nó bắt đầu nó ra này, thì là để tốt nhất ấy thì các bạn là cứ để ngâm khoảng tầm 30 phút nhé. Đấy. Để ngâm khoảng tầm 30 phút. Đây như các bạn thấy này, đây, sau khi tôi ngâm khoảng tầm 30 phút này, thì tất cả cái nước mỡ này, nước dầu mỡ nó sẽ trôi hết ra đây. Đấy, thì cái tấm lưới của các bạn nó sẽ trở về như mới luôn. Thì cái này nếu mà bạn nào cẩn thận hơn một chút nhé, thì do cái nước mỡ nó bị bám sâu bên trên cái gờ này, thì là các bạn có thể dùng cái bàn chải để cọ qua thì nó sẽ sạch. Đây cái nước mỡ này. Đó. Sau đó các bạn xả đi. Xả đi. Và cái này lưu ý với các bạn nhé, là đối với cái tấm lưới lọc bằng nhôm này, nhôm 5 lớp như này. Đây là tấm lưới lọc nhôm 5 lớp. Thì một số cái dòng hút mùi thì nó có hai loại. Một là nhôm 5 lớp và cái thứ hai là dòng inox. Inox thì các bạn có thể sử dụng được các chất tẩy rửa khác. Còn lại mà đối với dòng nhôm 5 lớp này là tuyệt đối các bạn không được dùng vim nhé. Dùng cái chất tẩy rửa vim ấy, vim dành cho nhà vệ sinh ấy. Bởi vì cái nhôm này nó sẽ bị ăn mòn, dẫn tới là sau khi các bạn sử dụng thì nó sử dụng cái vim ấy để mà tẩy rửa thì nó sẽ bị làm hỏng cái lớp nhôm này, và một thời gian sau nó sẽ bị xỉn lại. Thì là các bạn chỉ được dùng cái chất Smart Clean này hoặc là dùng cái chất tẩy rửa nào đó ngoại trừ vim.
Như vậy là mất khoảng 30 phút, nhưng mà bạn kỹ hơn một chút ấy, mà cái tấm lưới này nó nhiều dầu mỡ thì các bạn có thể ngâm đến một tiếng. Ngâm một tiếng xong sau đó là các bạn rũ ra như thế này. Là các bạn có thể vệ sinh xong cái tấm lưới này. Xong sau đó là các bạn phơi khô tấm lưới lọc này nhé, và gắn lại trong máy như bình thường. Đây là cái video mình hướng dẫn về cái cách mà các bạn có thể vệ sinh cái lưới lọc nhôm 5 lớp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.